Trung Bảo có xuất hiện trên sân khấu Cao Đào cuối năm ngoái đúng không? Tức là đấy có phải là một cái sân khấu, một trong những sân khấu lớn nhất của em không? Đó là sân khấu lớn nhất của em, lượng khán giả lớn nhất. Cái việc là từ cái việc là tập sở thích rồi có một cái cộng đồng chỉ khoảng vài ngàn người chia sẻ với nhau đến một cái sân khấu lớn mà mình ở trong cái trạng thái là mình đứng ở phía trên cao biểu diễn, ở dưới có khán giả, những người mà có thể nhìn mình với ánh mắt rất là ngưỡng mộ, em nghĩ là nó có phải là một cái hành trình xa không? Lúc mới đầu thì hoàn toàn là không, bởi vì nó chỉ là sở thích thôi, nhưng mà tầm 3 năm trở lại đây thì khi mà em quyết tâm vào cái này, em luôn luôn suy nghĩ là nếu mà mình cứ đam mê thì mình sẽ thành công ấy. Em vẫn nghĩ là em đi trên một con đường này và mình sẽ đạt được một số thành công khi mà mình cứ tiếp tục đi trên con đường này. Em có coi cái việc beatboxing là một cái sự nghiệp không? Chắc chắn 100%. Beatbox là một môn nghệ thuật, là một môn âm nhạc, là một nhạc cụ. Và đó, con đường beatbox là một con đường chuyên nghiệp. Nhưng từ bao giờ có ngay từ lúc đầu em bị quay? Em lúc đầu em tập beatbox là tinh thần là sở thích thôi. Rồi lúc đấy em cũng còn ít tuổi. Bắt đầu tập beatbox là từ năm 13 tuổi. Thì 13 tuổi thì chả nghĩ gọi gì về tương lai đâu. Nhưng mà mình tập nhiều lên, xong rồi càng ngày em càng gặp nhiều người thì người ta cho em thấy được những cái góc nhìn khác nhau về cách họ luyện tập, cách họ nhìn vào beatbox hay là về âm nhạc, nghệ thuật nói chung. Thì em thấy hoàn toàn beatbox beatbox không có lý do gì đó lại không thể là một sự nghiệp. Kỹ thuật khó nhất của beatbox là cái gì ạ? Kỹ thuật khó nhất, nó không có một kỹ thuật khó nhất, nhưng mà nó có rất nhiều kỹ thuật khó. Ok, kỹ thuật lip roll như là em đã cuộn môi, là làm bass. Bây giờ em đang toàn thở ra đấy. Em thở cả vào nữa. Hít vào cho nó mát. Technicality là đánh kỹ thuật nhanh thì kiểu thì cái đấy nó rất là khó. Còn kỹ thuật gì nữa nhỉ? Kỹ thuật in one track. Hay là kỹ thuật Basscannon, đây là âm đặc biệt của em. Trước khi em tìm ra được âm đờ thì đây là âm mà mọi người biết em tới. Đây là âm Basscannon, một âm dùng lưỡi rất là dị. Got a Basscannon. Chị thấy cái việc ăn cay để giúp em ấy. Lưỡi em rung nhanh hơn ấy. Đúng rồi. Em không nghĩ thế. Mồm em đang rất là tê. Cái này gọi là gì chứ? Đây là Mad Dog. Ok, trong khoang miệng của mình có rất nhiều bộ phận để tạo ra được âm thanh. Mình có môi nhé, mình có lưỡi, mình có họng, tức là giọng của mình, mình có răng, mình có má. Tất cả những cái này đều có thể tạo ra được âm thanh. Thì cái âm Basscannon mà âm đặc biệt của em ấy là một trong những âm mà mình vận dụng được tất cả các cái phần này. Thì để em ví dụ thì âm đầu tiên em sử dụng đấy là âm lưỡi. Thì để tạo ra được cái âm bass, chị có thể thử ngay lập tức tại đây. Cay hơn đấy. Thế là tức là rung lưỡi. Kiểu chị nói chữ R nhá. Rồi, okay. Em thì không nói được chữ R bình thường, nhưng mà em nói được chữ R rất nhanh. Khi mà làm cực kỳ nhanh lên thì nó sẽ nghe như thế này. Đây là chỉ có lưỡi chứ. Mình có thể cho môi vào. Thì môi là em sẽ tạo âm giống tiếng laser. Khi ghép với cả âm lưỡi kia thì nó sẽ nghe như thế này. Ok. Âm thứ ba đấy là má. Khi mà mình xuống đến má mình có thể ép thêm cái âm này vào. Khi mà rung má nó sẽ ra được âm như thế. Thì kết hợp ba âm lại, lưỡi, môi và má. Đó, ba âm nhá. Âm tiếp theo đấy là dùng họng. Tức là mình cho thêm giọng của mình thôi. Thì mình có thể chỉ dùng âm lưỡi và âm giọng thì mình có. Và cho cao lên thì nó sẽ ra được âm này. rất là, đấy là một âm rất là điện tử trong nhạc điện tử. Và vậy thôi, nó kết hợp với 4 năm. Linh cuối cùng với một bài văn beatbox. Chúng ta sẽ beatbox về cuộc đời bạn trong vòng 10 năm nữa. 10 năm sẽ chạy rất nhanh. Chưa chi đã dừng rồi. Cái quá. Trong 10 năm chạy rất nhanh nhưng mà nhiều lúc cũng phải nghỉ giải lao. Wow. Đây là lúc nghỉ giải lao trong vòng 25 tuổi. Lúc đó mình sẽ uống sữa. Okay. Quay lại với đường đua. Ừ, quay lại đường đua. Yeah. Đây là lúc mà mình sẽ chạy rất là hardcore. Đây không phải biết mất. Bây giờ nhá, vào lúc cơn cay đã hạ xuống, hai lít sữa đã gần uống xong, chúng ta sẽ beatbox về cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay để chung kết lại. Sau buổi hôm nay thì em nhận ra một điều nữa. Em phải beatbox rồi. Khi mà bạn ăn cay và bạn beatbox thì nó càng ngày càng cay hơn. Bởi vì khi mà hơi thở của bạn cùng với nước ngọt, với cái sốt cay này, nó được flow ở trong cái khoang miệng của bạn, nó sẽ chạm tới tất cả mọi nơi. Và hiện tại mình đang có sốt cay ở tất cả mọi điểm trong cái khoang miệng này, và nó rất là tê. Nhưng mà chúng ta có một buổi phỏng vấn hay chứ hả? Yeah.